Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Tiếp tục hôm nay là hai ván cờ rất hay của Nam Phương Công Tử Lợi Lý Huynh trên đấu trường Thiên Tiên Tường Kỳ. Hai ván cờ phế quân tấn công rất đẹp mắt. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1, Đặng Dạ Đăng phế xe, bốn quân đánh xe mã. Sure. 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 Yeah.
吃 吃去 吃去 吃
是。 是。 Giờ đến đây không còn đường chống đỡ, Đặng Dạ Đăng đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Cũ Minh Tư Hoàng, Quá Cung Pháo, Tấn Công Rực Lửa.
吃 吃 吃 吃
破相 吃 破相
Chỉ Tướng quân. Chết!
好吃。 吃，将军，吃。 Giờ đến đây, Cửu Minh Tư Hoàng đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.